kết quả của các cuộc đua cho chức thượng viện liên bang. Sau nguyên một cái quá trình chúng ta đã đi qua với nhau về cập nhật tình hình tranh cử, các ứng cư viên, điểm thăm dò, tiền quảng cáo này kia, bây giờ tất cả chúng ta đã đi tới cái cuối tuần cuối cùng của trước ngày bầu cử rồi. Nên bây giờ Trà Mây Cô nghĩ rằng chúng ta sẽ dành một cái chương trình để cùng nhìn lại và cũng đánh giá coi trong một số những trường hợp, ví dụ như là tốt nhất hay là tệ nhất, thì đảng Cộng Hòa chúng ta sẽ thắng được bao nhiêu ghế cho thượng viện. Và Trần Mai Cô xin được cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành với Trần Mai Cô trong nguyên một cái quá trình chúng ta làm các chương trình về bầu cử như thế này. Và khi mà bắt đầu tới những ngày cuối rồi, thì khi mà điểm thăm dò bây giờ nó cũng không còn nhiều giá trị, mà quan trọng nhất đó chính là cái số phiếu sớm á, thì chúng ta phải chờ hết cái cuối tuần mình mới bắt đầu qua ngày thứ hai mình mới coi được, thưa quý vị, tổng hợp lại được. Thì bây giờ chúng ta sẽ có gì làm nấy nha. Trong cuộc đua thượng viện này, thì bây giờ trước tiên Đặng Michael xin phép được mời quý vị đi qua những cái đánh giá của các hãng trước. Đầu tiên là của Consensus Forecast. Thì bây giờ họ đánh giá là đảng Cộng Hòa 51 ghế, đảng Dân Chủ 48 ghế và còn một ghế là không rõ ràng. Cái ghế không rõ ràng là ở Ohio, trong khi những cái ghế kia là mấy tiểu bang chiến địa là họ cho là đảng Dân Chủ thắng hết. Rồi tiếp tục là đánh giá của ông Larry Sabato qua cái crystal ball. Ông này là ông chống Trump ha. Thì ông cũng đánh giá là Cộng Hòa 51, Dân Chủ 48, mấy tiểu bang dưới địa thua hết, còn có ghế Ohio là không biết thôi. Tiếp theo là đánh giá của Cook Political. Thì họ đánh giá là đảng Cộng Hòa 51, đảng Dân Chủ 45, còn 4 ghế là không biết, chưa rõ. Đó là các ghế ở Wisconsin, Michigan, Ohio và Pennsylvania. Tiếp theo là đánh giá của Insider Elections. Thì họ cũng cho rằng là Cộng Hòa 51, Dân Chủ 48, cái ghế mà chưa rõ duy nhất nằm ở Ohio. Fox News thì đánh giá giống như là Cook Political, 51 Cộng Hòa, 45 Dân Chủ và 4 ghế chưa rõ ràng là cũng nằm ở Wisconsin, Michigan, Ohio và Pennsylvania. Và thăm dò của Election Daily, xin lỗi, đánh giá của Election Daily thì cũng là 51 Cộng Hòa, 48 Dân Chủ và chỉ có 1 ghế ở Ohio là chưa rõ ràng thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái từng tiểu bang một ha, để mình coi điểm thăm dò ra sao rồi để mình đánh giá tiếp. Tổng hợp thôi, cái này tổng hợp thăm dò thôi. Bây giờ đầu tiên là ở Trong câu sẽ chia ra thành các nhóm nha. Các nhóm, đầu tiên các nhóm được quan tâm nhất đó chính là Pennsylvania. Chúng ta coi Pennsylvania thì thăm dò cũng khá là sát nhau. Ông Bob Casey tổng hợp lại là 47.8, còn ông Dave McCormick là 45 điểm. Thăm dò cuối cùng được ghi nhận trên 272 Win thì ông McCormick lại là hơn điểm của ông Casey. Mà Trần Michael nghĩ rằng ở cái tiểu bang Pennsylvania này, nếu Tổng thống Trump thắng được từ 2 tới 3 điểm thì Tổng Trump sẽ kéo được ông Dave McCormick. Cho nên là trong trường hợp tốt nhất nha, là Tổng Trump kéo được cho ông Dave McCormick thì Trần Michael sẽ xin mạng phép được để cái màu đỏ ở đây đi. Rồi ở tiểu bang Ohio, thực sự ra họ nói là không rõ ràng. Thì cái điểm thăm dò đó, ở đây quý vị thấy ta tổng hợp lại ông Sherrod Brown là đương kim thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ hơn ông Bernie Moreno của Cộng Hòa có 1 điểm mà thôi. Và nếu như Trump Michael nói Tổng Trump thắng cái tiểu bang này mà 5-6 điểm thì sẽ kéo được cho ông Bernie Moreno. Nên Trump Michael nghĩ rằng là vẫn có thể kéo được cho ông Bernie Moreno. Tiếp theo là ở tiểu bang Michigan. Mình tắt hai này đi rồi. Michigan thì Mike Rogers của Cộng Hòa thì thua bà Elisa Slotkin là độ đâu 3.1, nhưng mà vẫn có thăm dò của MIRS cho thấy là ông Rogers là vẫn hơn bà Slotkin là 2 điểm, mặc dù một số điểm thăm dò kia quý vị thấy là gì, khoảng cách là 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 1 điểm cũng có luôn, nó cứ sàn nhau như vậy. Ở tiểu bang Michigan thì nó cũng thật sự là khó đoán. Nhưng nếu như Tổng Trump mà kéo được Pennsylvania thì cũng có thể kéo được cả Michigan. Và đặc biệt là các ứng cử viên tại khu vực Rust Belt này đều đã được Tổng Trump endorse rồi. Nên là trong mấy cô nghĩ là Michigan hy vọng kéo được, hy vọng ha. Còn ở tiểu bang Wisconsin thì quý vị thấy là thăm dò cũng rất là sát. Bà thượng nghị sĩ Tammy Baldwin 48.7 là hơn 1.3 so với ông Eric Hovde. Nhưng theo nhìn nhận của nhiều chuyên gia bầu cử thì trong 3 tiểu bang này nè quý vị, 3 tiểu bang chiến 4 tiểu bang Rust Belt này nè, ông Hovde ngoài ông Moreno ra là người có cơ hội giành chiến thắng cao nhất. Tại vì sao? Ông này không có tiền. Giống như ông McCormick cũng được đổ tiền vô chọn bang cáo nhiều lắm,
Cho nên là nếu như mà đã thắng được Michigan thì có thể thắng được Wisconsin. Lát nữa trong ấy cô sẽ đưa một cái kịch bản vừa vừa hoặc là một kịch bản tệ nhất chẳng hạn ha. Rồi bây giờ chúng ta đi tới tiếp là ở tiểu bang Maryland. Tiểu bang Maryland, xin lỗi, cái nhóm được quan tâm nữa đó là ở Nevada. Ở Nevada thì bên đây. Nevada thì thăm dò cho thấy là bà thượng nghị sĩ đương nhiệm Jackie Rosen vẫn hơn ông đại úy Sam Brown là khoảng 5 điểm. Nhưng mà nếu như tổng Trump thắng lớn ở tiểu bang này thì vẫn có thể kéo được ông Sam Brown. Nhưng mà ông Sam Brown thì tranh cử cũng không có gì thấy là nổi bật lắm. Cho nên đồng ý cô nghĩ là có thể bà Jackie Rosen vẫn giữ được cái tiểu bang này. Ở Arizona thì nó hơi lắc chút xíu. Arizona thì trả lời thăm dò đó thì đa số nhiều thành phần chống bà Kerouac. Cho nên là quý vị thấy điểm thăm dò của bà khá bớt trước ông Ruben Gallego trong các tiểu bang nằm trong diện được quan tâm hàng đầu. Là cách đâu khoảng là gần 6 điểm, 5 điểm 9 đó quý vị. Cộng thêm nữa là Mitch McConnell và Steve Dance không giúp thêm cho bà Kerouac nữa. Nhưng mà nếu như tổng Trump giành chiến thắng ở tiểu bang này lớn thì vẫn kéo được cho bà Kerouac. Và hiện tại chưa có báo cáo gì về cái chuyện là những cử tri đi bỏ phiếu cho tổng thống Trump nhưng lại bỏ phiếu cho ông dân chủ Ruben Gallego hết. Nên là chúng ta có thể tin tưởng tổng Trump kéo được cho bà Kerouac ở đây. Rồi đó là những cái nhóm được ưu tiên hàng đầu. Bây giờ tới những nhóm ít được ưu tiên hơn. Đó là tiểu bang Maryland. Tiểu bang Maryland mà lại có ở trong đây nó mới buồn cười chứ quý vị. À, được quan tâm là tại vì cái đám Rhino đó. Đây quý vị thấy nè. Ở Maryland, Larry Hogan được đổ hơn 30 triệu vô để chạy quảng cáo. Mà ông ta vẫn thua 12 điểm trong thăm dò trước bà Olsen Brooks. Và một số người thì họ rất là ngây ngô thưa quý vị. Họ nói là ô, Larry Hogan đã chứng minh được qua hai cuộc bầu cử ở Maryland ông ta thắng được. Nhưng xin thưa hãy nhớ lại, đó chính là hai cuộc bầu cử ở những năm giữa nhiệm kỳ. Bầu cử thống đốc ở Maryland là những năm giữa nhiệm kỳ 2018 và 2022. Lúc đó ứng cử viên tổng thống hay là lúc đó tổng thống Trump không có tên trên lá phiếu. Cho nên là Larry Hogan có thể chạy theo những cái chính sách của cánh tả và vẫn thắng được. Nhưng mà bây giờ cuộc đua đang nằm ở cuộc năm bầu cử tổng thống thì lượng cử tri dân chủ người ta sẽ đi bỏ phiếu cho bà Kamala rất là nhiều. Và người ta không muốn đại diện trên liên bang của mình là một người Cộng Hòa. Cho nên trong mấy cô nghĩ rằng là cái cuộc đua ở Maryland là chắc chắn đảng Dân Chủ lấy được cái ghế này. Nếu thực sự Larry Hogan muốn lấy chiếc ghế này, ông ta phải tranh cử năm 2022. Vì ông Van Hollen lúc đó là thượng nghị sĩ, ông ta đã chờ ông Larry Hogan tới ngày cuối cùng. Ông Larry Hogan ra tuyên bố tôi không tranh cử thượng nghị sĩ, ông Van Hollen mới nộp hồ sơ tái tranh cử. Nếu Larry Hogan tranh cử lúc đó là ông Van Hollen sẽ về hưu. Và cộng thêm năm 2022 là năm không phải bầu cử tổng thống, Larry Hogan có cơ hội chiến thắng hơn. Nhưng đảng Cộng Hòa nó cố tình nó đổ tiền vô Maryland để làm gì? Để nó không giúp Virginia của đại tá Hùng Cao. Và bây giờ Namiko sẽ nói với quý vị ở cái ở tiểu bang này. Trong tiểu bang này sẽ là nằm trong nhóm ít được quan tâm nhất. Đó là không có màu xanh này đâu má. Đây màu xanh này mới là đúng nè. Sân này mới là đúng nè, Maryland nè má. Rồi, bây giờ chúng ta đi tới tiểu bang Virginia nè. Ở Virginia thì thăm dò rất là ít. Và ông Tim Kaine thì hơn đã tới ông Cao là 14.3 đúng không? Nhưng mà quý vị thấy những cái thăm dò nó rất là lắc. Nó đắt lắm. Ví dụ như là ở cái trường so, trường gọi là vừa Rhino ngày cổng cánh tả. Washington Post nữa quý vị hiểu rồi. Christopher Newport cũng cánh tả luôn. Và đặc biệt nữa là gì? Họ thăm dò chủ yếu tiểu bang Virginia bị chia giữa miền Bắc và miền Nam. Miền Nam ít dân, miền Bắc đông dân, mà miền Bắc thì cánh tả nhiều. Mà cử tri ở thành phần thiểu số lại không trả lời thăm dò. Thử hỏi có người Việt Nam nào trả lời thăm dò đâu. Mà trong khi Việt Nam bỏ phiếu đại tá Hùng Cao quá trời. Mấy cô đi thăm dò, trong mấy cô đi gõ cửa quá trời người Việt Nam bỏ phiếu cho đại tá Hùng Cao nè. Cho nên là đương nhiên mình biết cuộc đua này không phải dễ dàng cho đại tá Hùng Cao thưa quý vị. Không phải dễ dàng. Ông Tim Kaine có mấy chục triệu cũng chạy quảng cáo mà. Đại tá Hùng Cao chả ai giúp cả. Một mình ông tự thân vận động. Bà con Việt Nam, bà con khắp nước Mỹ giúp đỡ cho ông. Đạo Tổng thống Trump thì chỉ hỗ trợ được cho cái phần là rally nè, với lại cho sử dụng văn phòng rồi nhân lực này kia hỗ trợ gõ cửa giùm. Là quá lắm rồi, nhiều lắm rồi đó quý vị. Thì cái cuộc đua của đại tá Hùng Cao phải căng theo Tổng thống Trump. Phải căng theo Tổng thống Trump. Nếu như Tổng Trump thắng được ở tiểu bang này khoảng từ 2 điểm, đại tá Hùng Cao có cơ hội thắng.
Và hiện tại điểm mà bỏ phiếu sớm của Virginia đang rất tốt cho Tổng thống Trump. Nếu chúng ta tiếp tục duy trì được việc này thì Tổng Trump và Đại tá Hồng Cao sẽ thắng, thưa quý vị. Tổng Trump và Đại tá Hồng Cao sẽ thắng. Và trong trường hợp tốt nhất nha, thì có thể Đại tá Hồng Cao thắng được chiếc ghế này, tạo ra bất ngờ trong tối ngày hôm đó. Có thể thôi nha. Đây là Trọng Mai Cô đang nói kịch bản tốt nhất nha. Rồi tiếp theo là ở tiểu bang Minnesota thì vẫn là anh Roy White không thắng được bà Amy Klobuchar. Không thắng được tại vì bà ta là cái người quá nổi tiếng ở đó rồi. Ở New Mexico thì không được quan tâm, nhưng mà cũng có được cái bà Nella Domenici. Thì bà ấy thua điểm thăm dò là 12 điểm so với lại ông thượng nghị sĩ Heinrich, nhưng mà cũng ít điểm thăm dò thôi quý vị thấy. Và bà Domenici thì nhờ cái thế của cha bà ta là thượng nghị sĩ ngồi đó, nên là cũng được chạy quảng cáo luôn. Bà dùng những cái nhóm bên ngoài chạy quảng cáo cho bà. Nên Trang Michael nghĩ rằng nếu trong đêm 5 tháng 11 có bất ngờ nữa thì bất ngờ sẽ nằm ở New Mexico. Đặc biệt là Tổng Trump mới tới đây để rally. Nhưng mà trong nhóm này nếu như mà Đại tá Hùng thắng thì bà Domenici có thể thắng. Hai người này có thể đi chung với nhau được. Có thể thắng chung cái đêm đó với nhau được. Nhưng phải coi kết quả bầu cử tổng thống ra sao. Nếu Tổng Trump thắng 2 điểm hoặc là vòng vòng 1 điểm rưỡi 2 điểm, Đại tá Hùng Cao có cơ hội thắng. Còn nếu như Tổng Trump thắng 1 điểm thì Đại tá Hùng vẫn có cơ hội thắng, nhưng mà cái có thể đi tới là recount là đếm phiếu lợi này kia đó. Nhưng mà đây là kịch bản tốt nhất là Đảng Cộng hòa 58, Đảng Dân chủ 42. Bây giờ kịch bản tệ nhất thì cũng là gì? Đảng Cộng hòa 51 và Đảng Dân chủ là 48. Kịch bản tệ nhất theo Trần Mai Cô nghĩ là Đảng Cộng hòa 52 và Đảng Dân chủ là 40. Từ đếm lại coi. Kịch bản tệ nhất á, thì cũng là Đảng Cộng hòa 52, Đảng Dân chủ 48, đúng rồi. Đó, kịch bản tệ nhất theo Trần Mai Cô tệ nhất, thế không thể nào ông Bernie Moreno lại thua được. Ha, cho nên kịch bản tốt nhất là 58. Kịch bản tệ nhất là 52 cho Cộng hòa. Nhưng mà nói gì nói thưa quý vị, chúng ta phải đi bỏ phiếu và canh phòng phiếu thì mới có được kết quả tốt nhất thôi. Tất cả chỉ là dự đoán, và thực tế thì phải dựa trên lá phiếu. Trong bối cảnh ngày bầu cử Mỹ 2024 đến gần, các chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris và ông Donald Trump đều đang tập trung vào các bang chiến trường cuối cùng sẽ quyết định kết quả của cuộc đua. Theo thăm dò của Atlas Pulse ngày 2 tháng 11, trong 7 bang chiến trường của cuộc bầu cử Mỹ 2024, ông Trump đang dẫn trước ở North Carolina, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, Pennsylvania và bà Harris đang dẫn trước ở Wisconsin. Việc phân loại bang dao động hay bang chiến trường là không chính thức và các nhà thăm dò ý kiến không đồng ý về việc bang nào quan trọng nhất đối với các ứng cử viên. Nói chung, một bang dao động là nơi cả hai đảng lớn đều có mức độ ủng hộ tương tự trong số cử tri đi bỏ phiếu, với Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa chỉ chênh lệch nhau vài phần trăm trong các cuộc thăm dò. Trong cuộc đua tổng thống này, các bang quan trọng là Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Wisconsin và Pennsylvania. Tại 6 trong 7 bang trên, trừ North Carolina, ông Joe Biden đã đánh bại ông Trump vào năm 2020, giúp ông có lợi thế dẫn trước để giành ghế Nhà Trắng. Các bang chiến trường quan trọng vì hầu hết các bang đều sử dụng hệ thống, người chiến thắng sẽ giành được tất cả để phân bổ phiếu bầu của bang trong cuộc đua tổng thống. Ngay cả khi một ứng cử viên giành chiến thắng với tỷ lệ rất xít sao như ông Biden đã làm ở Georgia vào năm 2020, thì 48 trong số 50 bang sẽ phân bổ tất cả các đại biểu của bang mình cho ứng cử viên đó để bỏ phiếu tại đại cử tri đoàn. Đại cử tri đoàn là cơ quan cuối cùng quyết định người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống bằng cách đại diện cho từng bang trong một cuộc bỏ phiếu. Chỉ ở Maine và Nebraska, phiếu bầu được phân bổ theo tỷ lệ thuận hơn. Theo đó, hai đại biểu được hướng dẫn bỏ phiếu cho người chiến thắng chung cuộc trong tiểu bang và số còn lại được yêu cầu đại diện cho kết quả ở mỗi khu vực quốc hội. Việc cân nhắc các phiếu bầu này có nghĩa là việc giành chiến thắng hẹp ở một bang chiến trường có thể có tác động không cân xứng đến kết quả, khiến chúng trở nên quan trọng trong việc đảm bảo chức tổng thống. Như bà Hillary Clinton vào năm 2016 giành được nhiều phiếu bầu hơn ứng cử viên khác không có nghĩa là thắng cử. Ở một số bang, địa điểm của cử tri quan trọng ngang với sự lựa chọn ứng cử viên. Chiến thắng của ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 tại Arizona khiến một số nhà quan sát ngạc nhiên vì bang này chỉ bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ một lần kể từ năm 1976. Bang này đã bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 và liên tục bỏ phiếu cho ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa ngay cả trong các cuộc bầu cử mà họ không giành chiến thắng ở cấp quốc gia, bao gồm cả năm 2008 và 2012.
Georgia, một bang Cộng hòa trung thành từ năm 1996 đến năm 2016, đã chọn mạo hiểm với ông Biden vào năm 2020 và trao cho ông một chiến thắng khó khăn mà ông Trump đã tìm cách lật ngược. Sự cố đó hiện là chủ đề của các thủ tục pháp lý của bang chống lại ông Trump và nhóm của ông. Ở cả hai bang đó, năm nay sự ủng hộ dành cho Đảng Dân Chủ đang có vẻ mong manh và có thể gây rắc rối cho bà Kamala Harris. Đảng Cộng Hòa phải giành lại vùng đất trung tâm trước đây của họ từ ông Biden và cố gắng giành chiến thắng ở các bang theo truyền thống của Đảng Dân Chủ nếu ứng cử viên của họ có cơ hội giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Ở North Carolina, ông Trump đã giành chiến thắng sít sao vào năm 2020 và chiến dịch của ông đang tìm cách mở rộng khoảng cách đó vào năm 2024. Chiến thắng ở Pennsylvania, nơi đã bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ trong mọi cuộc đua tổng thống, ngoại trừ một cuộc kể từ năm 1992, sẽ là một cuộc đảo chính lớn với Đảng Cộng Hòa vào năm 2024. Tiểu bang này không chỉ là trọng tâm cho các chính sách Bidenomics của chính quyền Tổng thống Biden, mà còn bao gồm thành phố Scranton, nơi sinh của Tổng thống. Lịch sử bỏ phiếu của Pennsylvania được phản ánh ở Michigan, nơi cũng chỉ bầu cho Đảng Cộng Hòa trong một cuộc bầu cử duy nhất kể từ năm 1992. Bang này là trung tâm của ngành công nghiệp ô tô Mỹ và có hàng trăm nghìn công nhân lao động chân tay mà cả ông Biden và ông Trump đều nhắm đến trong các chiến dịch đầu tiên của họ. Các nhà khoa học chính trị cho biết họ dự đoán một cuộc bầu cử sít sao tương tự như kết quả của hầu hết các cuộc bầu cử trong thế kỷ này. Christopher Ganderi, giáo sư chính trị tại cao đẳng St. Anselm cho biết mặc dù bà Harris sẽ không bị sa lầy bởi tuổi tác của ông Biden và những hàm ý tiêu cực khác, nhưng ở các tiểu bang dao động ở vùng Trung Tây công nghiệp, bà có thể không giành được sự ủng hộ của cùng một liên minh cử tri. Ông Ganderi cho rằng là một phụ nữ da đen, bà Harris có lẽ sẽ không thu hút được các cử tri da trắng thuộc tầng lớp lao động, những người coi ông Biden là người có sự đồng điệu về mặt văn hóa với họ. Ông Ganderi nói, tôi nghĩ không phải là bà ấy không thể giành chiến thắng ở đó, nhưng tôi nghĩ nếu bà ấy giành chiến thắng ở đó, thì đó là với một liên minh trông có vẻ hơi khác so với liên minh mà ông Biden đã giành chiến thắng vào năm 2020. Hôm 2 tháng 11, ban biên tập tờ báo The New York Times đã đăng bài ý kiến kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu để chấm dứt thời kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump. Trong bài ý kiến ngắn, The New York Times cho rằng cựu Tổng thống là mối đe dọa cho nền dân chủ. Tờ báo viết, các bạn đã biết ông Donald Trump, ông ấy không phù hợp để lãnh đạo. Hãy nhìn ông ấy, hãy nghe những người biết ông ấy rõ nhất. Tờ báo liệt kê ra hàng loạt hành động của ứng viên Đảng Cộng Hòa như cố gắng lật đổ cuộc bầu cử, giúp đảo ngược phán quyết về quyền phá thai với hậu quả tồi tệ. Bài báo kết luận, ông ấy nói dối vô biên. Nếu ông ấy tái đắc cử, Đảng Cộng Hòa sẽ không kiểm chế được ông ấy. Ông Trump sẽ sử dụng chính quyền để đuổi theo các đối thủ. Ông ta sẽ theo đuổi chính sách trục xuất hàng loạt tàn nhẫn. Ông ta sẽ tàn phá người nghèo, tầng lớp trung lưu và các nhà tuyển dụng. Một nhiệm kỳ nữa của ông Trump sẽ phá hoại khí hậu, phá vỡ các liên minh và tăng cường những kẻ chuyên quyền. Người Mỹ nên yêu cầu điều tốt hơn. Hãy bỏ phiếu. Bài viết của The New York Times được đính kèm theo hơn 20 bài ý kiến khác nhau chỉ trích ông Trump về các chủ đề được nhắc đến trong bài. Mặc dù kêu gọi không bỏ phiếu cho ông Trump, nhưng bài báo không hề nhắc đến đối thủ cạnh tranh của ông là Phó Tổng thống Kamala Harris. Bài ý kiến được xuất bản trong khi nhiều tờ báo tại Mỹ, trong đó có các tòa soạn lớn như The Washington Post và Los Angeles Times, quyết định không ủng hộ ứng cử viên nào trong kỳ bầu cử này. Quyết định của hai tờ báo đã gây tranh cãi lớn và khiến họ bị mất một lượng độc giả lớn đã đăng ký để đọc báo, nhiều nhân viên nghỉ việc. Theo tổng hợp của Charles Simonfort, rất nhiều cơ quan báo chí, truyền thông tại Mỹ, đặc biệt là các tòa soạn báo in năm nay, không ủng hộ ứng viên nào. Trong số các tòa soạn bày tỏ quan điểm, đa số ủng hộ cho bà Harris. Các hãng truyền thông lớn như Gannett và Media News Group nắm trong tay cả chục tờ báo, bảo vệ quyết định của họ khi nói rằng họ đang ra giảm bày tỏ ý kiến và chỉ đưa tin theo sự thật vào thời điểm chính trị phân cực mạnh. Một số báo địa phương cho rằng người Mỹ không cần các ban biên tập thông báo việc bỏ phiếu của họ. Về việc The Washington Post và Los Angeles Times không ủng hộ ứng viên như truyền thống lâu nay, nhiều nhà bình luận cho rằng quyết định này không ảnh hưởng nhiều đến cử tri. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu, các chuyên gia truyền thông lập luận ngược lại, chỉ ra rằng sự ủng hộ của báo chí đã thay đổi hơn 17 triệu lá phiếu trong năm cuộc bầu cử tổng thống từ năm 1960 cho tới năm 1980. Những sự ủng hộ hiệu quả nhất là khi các tờ báo đi ngược lại thiên hướng chính trị được nhìn nhận về họ. Một số chuyên gia cho rằng với sự gia tăng tính đảng phái trong chính trị và các tòa soạn liên tục ủng hộ cùng một đảng mỗi kỳ bầu cử, sự ủng hộ đó đã trở nên ít ý nghĩa hơn. Trong khi đó, ông Trump chấp thời cơ từ sự thay đổi của The Washington Post và Los Angeles Times cho rằng điều này có nghĩa là các tờ báo cho rằng bà Harris là không tốt. Thực tế, theo Semaphore, ban biên tập của hai báo đã có bản thảo ủng hộ bà Harris nhưng bị chủ sở hữu ngăn không cho đăng. Chưa rõ lý do là gì, song nhiều phóng viên cho rằng công ty không gian Blue Origin của tỷ phú Jeff Bezos, ông chủ của The Washington Post, sẽ hưởng lợi nhiều hơn từ chính quyền ông Trump. Tuy nhiên, ông Bezos đã bác bỏ ý kiến này, khẳng định hành động của báo là quyết định nguyên tắc trước tình trạng công chúng mất lòng tin vào báo chí truyền thông. Los Angeles Times không giải thích quyết định của báo.
bà Nika Tsutsiam, con gái của ông chủ Patrick Tsutsiam của báo này, nói với CNN rằng cha bà ngăn việc ủng hộ bà Harris là bởi phó tổng thống ủng hộ cuộc chiến của Israel tại giải Gaza. Tỷ phú Patrick Tsutsiam sau đó bác bỏ thông tin này, nhấn mạnh con gái ông không có vai trò gì tại Los Angeles Times và chỉ nêu quan điểm cá nhân.